Cái phiên ngày 14 tháng 7, thanh khoản 9 9919 tỷ, tăng 8,25 điểm lên 1182 điểm. Hôm nay rất là nhiều mã tăng trần đặc biệt là dòng chứng khoán. Khối ngoại quay trở lại mua dòng hơn 148 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Họ mua rất là nhiều mới với STB, CTG, GAT, HBG, GEC, VNM. Họ bán ra nhiều VHC, HCM, VHM, HDBank, SSI. Tự doanh hôm nay bán dòng. À, thị trường thế giới, thị trường thế giới đang sắc đỏ chiếm chủ đạo. Dow Jones đang mua giảm 1,48%, giảm rất mạnh. Không? Nasdaq đang giảm 0,86%, S&P 500 giảm 1,32%. Và thị trường Mỹ vẫn đang diễn ra mọi người nhé. À, châu Á kết phiên thì Nikkei tăng 0,61% sáng 2 giảm 0,08%, Hang Seng giảm 0,22%, Kospi giảm 0,27%. Thị trường châu Âu đang diễn ra sắc đỏ chiếm chủ đạo và giảm rất là mạnh. Đó đều trên hơn một và vẫn chưa kết phiên Dow Jones mà hôm nay thùng mất vùng một nghìn à, vùng ba mươi nghìn là nhiều khả năng thị trường mình ngày mai cũng, cũng có nhịp xuống lắc rất là mạnh đấy xét về mặt phân tích kỹ thuật mọi người nhé xét về mặt phân tích kỹ thuật thì thì đối với thị trường của mình tôi đánh giá rất là ok xét về mặt phân tích kỹ thuật cũng như là dòng tiền và thị trường của mình đang có dấu hiệu gọi là đi ngược so với thị trường thế giới đấy. đi ngược so với thị trường thế giới Mẫu hình dòng tiền đang rất là tốt hôm nay tăng 8,25 điểm và có những cái dòng như dòng chứng khoán nhiều nhiều mã tăng trần, trần cứng luôn. VCI, HCM những cái cổ phiếu khỏe. Đúng không? sáng nay, đúng, sáng nay tôi có phân tích với mọi người là ngay đầu phiên sáng có phân tích với mọi người là thị trường thế giới đang có những cái tin xấu đúng không? Nhưng mà những cái chỉ số thế giới thì lại rất là ok và những cái nhiều dòng dòng tiền nó mới tham gia thị trường dòng tiền nó mới tham gia nhưng nhiều dòng cho nên nhiều khả năng sẽ có tập, sẽ có đỉnh hai đặc biệt là dòng bất động sản đúng không? thì tôi có phân tích với mọi người nếu mà có nhịp điều chỉnh mạnh sáng nay đúng không? thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể mua thêm DG đúng không? nhưng mà nó hôm nay cũng giảm không quá nhiều thì nó hồi phục tăng luôn thì thôi mình lại đợi để mà canh chốt lời thôi chứ không có mua gia tăng nữa đúng không? Thì đợi khuyên nghị chính mà. Thì hôm nay có trong nhóm thì có chốt lời HNG thì chốt lời mọi người đều chốt lời giá trần hết đúng không? Sáng nay HNG đó kê trần bằng mấy triệu cổ cơ mà. Thao mà chốt cái phiên thì nó không được giữ được giá trần nhưng mà nhiều khả năng HNG sẽ có hai đỉnh đấy mọi người. HNG nhiều khả năng sẽ có hai đỉnh. Đây, hai. HNG nó đánh kiểu này thường thường nó sẽ có hai đỉnh lên trên vùng này cặp kháng cự dày chuyện phản ứng rất là bình thường. Con này giao ra, này thanh khoản rất là lớn. có những phiên là mấy chục triệu cổ phiếu, Hôm phiên vừa rồi 33 triệu. Hôm nay cũng hơn 20 triệu cổ phiếu, thanh khoản giai đoạn này rất là lớn dòng tiền đang tham gia rất là mạnh con hng này thì lên trên vùng kháng cự mạnh thì nó phản ứng là chuyện rất là bình thường thôi mọi người ở à, đây là những cổ phiếu mang tính chất đầu cơ nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có nhịp uh, đỉnh hai đấy thì ví dụ ngày mai chẳng hạn ví dụ ngày mai nó giảm sàn hay là gần sàn thì các bạn có thể mua ăn nhịp đánh T cộng ăn à, đánh, đánh ăn đỉnh hai nhưng mà nếu mà ưu tiên thì các bạn nếu mà lo lắng những cái cổ phiếu mà mang tính chất đầu cơ đấy thì các bạn có thể chọn những cổ phiếu khác nhá, mang tính chất cơ bản hơn HRG thường thường là sẽ có đỉnh hai mọi người nhé, đỉnh hai và thị trường thế giới đang diễn biến tiêu cực như này thì thì cái hoàn toàn những cái dòng mà tăng sốc tăng thốc giai đoạn vừa rồi thì hoàn toàn có thể nó sẽ đủ chỉnh đầu phiên thôi, tôi nghĩ đầu phiên thôi nhưng mà xét về yếu tố mà VNX tôi đánh giá là ổn mọi người nhé, VNX cả mẫu hình và dòng tiền của nó ổn, ừ, tôi thì cái vấn đề mà thị trường thế giới, à, thị trường thế giới ít nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam nhưng mà cái vấn đề mà các bạn thử nghĩ xem những cái video trước tôi phân tích với mọi người thôi thị trường việt nam hoàn toàn có đủ điều kiện để mà đi ngược với thị trường thế giới gdp thì tốt này kinh tế chính trị ổn định ạ lạ lạm phát không quá lớn đó cho nên là cái vấn đề mà đi ngược thị trường thế giới tôi đánh giá là ổn và chiết khấu cũng đủ rồi đó, chiết khấu cũng đủ rồi Nó rất là nhiều dòng hồi phục thì tôi đánh giá là hợp lý đánh giá là hợp lý nếu tiếp tục ngày mai có tiếp tục tăng tiếp thì cũng chả có vấn đề gì ngạc nhiên cả nhưng mà khi mà thị trường thế giới nó giảm mạnh này thì hôm qua thì cái tin xấu ra đúng không? Tin xấu ra thì thị trường thế giới phản ứng rất là tích cực nhưng mà hôm nay bắt đầu là bắt đầu tiêu cực rồi đúng không? thị trường châu Âu đang giảm rất là mạnh này. thị trường Mỹ cũng đang giảm mạnh nó giảm đến 1,51% rồi ngày mai lại còn phiên thứ sáu cuối tuần nữa luôn luôn biến động rất là mạnh mẽ phiên thứ sáu thị trường chung tôi đánh giá là ổn oh, mọi người nhé mô hình dòng tiền rất là ổn đối với anh đấy ngày mai hoàn toàn có thể xảy ra khả năng nó sáng đỏ chiều sàn à, à sáng sáng đỏ chiều xanh đấy bởi vì thị trường thế giới nó tiêu cực mà cho nên tâm lý nhà đầu tư cứ thấy thị trường thế giới nó, nó xấu là cứ đem hàng ra bán thôi Không, đem ra hàng ra bán thôi ok đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao, sao và mọi người nhớ like nhé like cho vui à, phân tích dòng chứng khoán cho mọi người nhé vci này tăng trần luôn, tăng trần cứng luôn dòng tiền rất là tốt, Mẫu hình dòng tiền đều ổn. Ngày mai thị trường chung nó có thể tiêu cực đi thì nó về cái vùng hỗ trợ này thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể tham gia các bạn mua cũng được. Vci HCM nhá. Về tích lũy lại thì mình tham gia mình mua nó có vấn đề gì đâu nếu mà ngày mai tiêu cực quá nó sàn luôn thì các bạn đợi thứ hai các bạn mua nó lại có thể là tùy test lại về vùng hỗ trợ này thì lại tuyệt vời quá về lấp gáp này ví dụ con ACM này nó chưa lấp gáp thì ngày mai sàn chẳng hạn ngày mai sàn thì thứ hai là điểm mua rất ok còn những cái cổ phiếu này thì thôi mình không tham gia mình mua đuổi nữa đúng không? các bạn nếu các bạn mà máu thì các bạn tham gia dòng chứng khoán chiều nay đúng không? chiều nay dòng chứng khoán tăng rất là tốt ok để dòng chứng khoán mọi người nhé dòng chứng khoán thì tôi khuyến nghị là mọi người bây giờ thì chỉ có cầm thôi, đúng không? Bây giờ chỉ có cầm thôi. Nếu mà có điểm mua thì chắc là ngày mai hoặc thứ hai thị trường chung thị thị trường thế giới nó tiêu cực như này thì có thể là ngày mai các bạn có điểm mua, đúng không? Ngày mai các bạn có điểm mua. Chỉ có đâu nếu mà nó tăng lên luôn, mọi người tăng lên luôn thì không có điểm mua đâu. Những cái dòng này thì các bạn tiếp tục nắm giữ thôi. Mẫu hình dòng tiền đang rất là ok. Nhưng còn ETS lên trên vùng kháng cự mạnh này phản ứng nó như kiểu con HTG vừa nãy thôi. Ừ, nhưng mà cái kiểu gì thì kiểu nó sẽ có tạo um, hai đỉnh xong bắt đầu mới rơi nhá mọi người nhá tạo cái mẫu hình này thì phải hai đỉnh bắt đầu mới rơi được nó có rung dụ tích lũy thì tôi nghĩ target còn là phải nâng lên nhá kể cả hcm cũng vậy nhá, đánh hôm nay đánh rất là tốt hôm nay dòng tiền tham gia mạnh mẽ đúng không dòng tiền tham gia mạnh mẽ ồ thị trường việt nam là một trong những chỉ số mà tôi đánh giá mẫu hình dòng tiền của việt nam là ok nhất đấy, bởi vì là tạo đáy này các bạn xem mẫu hình tạo đáy rất ok đúng không? phá vỡ đáy thấp đoạn bại và đánh cái mô hình này đáy đáy sau cao này trước này đáy một này đáy hai nó bắt đầu đánh lên rất ok đẹp mô hình dòng tiền của vn index rất là đẹp thuần về mặt kỹ thuật nhé mọi người thuần về mặt kỹ thuật xét về mặt chỉ số đi chỉ số cũng là tôi đánh giá vùng này cũng là một vùng vùng tôi đánh giá hấp dẫn phù hợp để những cổ phiếu nó hồi phục và thị trường việt nam cũng nên là một thị trường đi ngược với thị trường thế giới kinh tế chính trị ổn định GDP thì tăng tốt Tại sao lại cái vùng 1.200 lại mãi không vượt qua Đáng lẽ vùng 1.200 là cái vùng hỗ trợ cứng này Không bao giờ có thể thủng được cái vùng 1.200 đấy Có thủng vùng 1.200 rồi đó. Đó, Xuống những cái vùng mà tận 1.142 thì, thì, thì tôi nghĩ cái vấn đề hồi phục hay, hay đi ngược thị trường thế giới Tôi đánh giá là phù hợp Phù hợp Ok, đây là xong dòng chứng khoán mọi người nhé Tiếp tục làm giữ thôi SSI Nhiều bạn hỏi SSI có thể tiếp tục làm giữ được không thì tôi đánh giá vẫn giữ được con này khối ngoại bán hơi nhiều nhưng mà vẫn giữ được mẫu hình dòng tiền thì xét về mặt thuần về mặt phân tích kỹ thuật thì chứng khoán đang đánh rất là ok nó thuần về mặt phân tích kỹ thuật dòng chứng khoán đang đánh rất là ok thì tất nhiên cái vấn đề triển vọng của nó thanh khoản thấp như này thì kinh doanh kết quả lợi nhuận của nó không thể nào bằng được quý quý trước rồi đúng không? Như hôm báo cáo về tài chính vừa ra nhưng mà như con VND chẳng hạn đúng không? thì uh, quý 2 đó, quý 2 năm 2022 này tăng tốt so với quý 2 năm 2021 chứ không phải là quý trước. Không phải đúng không? Chứ không phải là quý trước. Nếu mà so với quý 1 thì không bằng, nhưng mà nếu mà so với quý 2 của năm 2021 thì lại tăng đúng không? tăng. Đó tốt các bạn có thể lên trên cà phê Stock các bạn đọc những cái thông tin nhé mọi người Ok đấy xong dòng chứng khoán nhé Xét về mẫu hình dòng tiền thì không có vấn đề gì quá xấu cả tiếp tục có thể làm giữ được, có thị trường chung thế giới xấu thì đấy là việc của nó thôi. Thị trường chung thế giới nó xấu nhưng Việt Nam hôm nay vẫn tăng hơn 8 điểm. Có thể ngày mai nếu mà Dow Jones, này, Nasdaq giảm quá mạnh thì ít nhiều thì mình cũng chịu ảnh hưởng. Và tôi nghĩ thị trường vẫn phân hóa, đấy. thị trường vẫn phân hóa. Đấy. OK, à, dòng chứng rồi sang bất động sản đấy mọi người nhé. Bất động sản đi. Mai thứ sáu luôn luôn là một trong những cái phiên mà rung lắc rất là mạnh. Những cái phiên thứ sáu phiên cuối tuần luôn, luôn là một trong những phiên rung lắc rất là mạnh của thị trường. hy vọng sẽ là sáng đỏ, à, chiều xanh, à, hy vọng là như vậy. mẫu hình dòng tiền đang tốt mà. À, Dg, ngày mai thị trường chung, đó. Dg tiếp tục nắm giữ mọi người nhé. Mẫu hình dòng tiền không có vấn đề gì vi phạm cả. Hôm nay tăng được 1,92%, tôi đánh giá là ổn. Sell vẫn ổn thôi. Cái Dg thì vẫn chưa đạt target. Xeo cũng ổn, không vấn đề gì đâu mọi người tiếp tục có thể nắm giữ tiếp hôm mới tăng 1,74 nhá dòng bất động sản tôi đánh giá ủ chưa có dấu hiệu gì xấu cả chưa vi phạm gì trong quá trình à, trong quá trình đi lên thì lúc bây giờ tạo một cái nền tích lũy trên này rất ok vấn đề gì đó chưa vi phạm gì nó chưa có biểu hiện ít nhiều như cái dòng thép này không, nhiều dòng thép để tích lũy quá lâu nó tích lũy quá lâu mà không bứt thoát được cũng đau đầu thép hôm nay cũng có cái nến hoa sen có một cái nến tết cùng đảo chiều rất là ok đó, tết mười hai đánh giá ổn tiếp tục có thể nắm giữ được mọi người nhé dòng bất động sản giữ đi mọi người dòng bất động sản giữ tôi đánh giá ổn đấy g cũng vậy này thuần về mặt kỹ thuật tôi nghĩ nó vẫn chưa đạt được cái target sóng hồi của nó đâu nhá thuần về mặt kỹ thuật là chưa đạt được target tổng sóng hồi của nó đâu còn cái ngày mai có thể giảm theo thị trường thế giới đi thì các bạn có thể cân nhắc các bạn mua cũng được nếu mà giảm mạnh đi nhá nếu mà giảm mạnh nếu mà để xem tối nay À, Mỹ và thị trường thế giới có giảm uh, mạnh quá mạnh hay không? Quá mạnh không? khoảng giảm tầm hai uh, chẳng hạn, hai chẳng hạn thì thì mình có thể cân nhắc ví dụ mà ngày mai nó giảm sàn thì thì mình canh thứ hai thì mình mua nhé, thứ hai mình mua. Còn nếu mà thị trường chung mà lại rút chân, à, thị trường thế giới lại rút chân tiếp thì nhiều khả năng có khi ngày mai thị trường của mình chỉ đỏ đầu phiên rồi cuối phiên lại tăng xanh luôn ấy, thì nhiều bạn mà bán hàng đi thì không có cơ hội mà tham gia lại đâu. Ờ, tham gia FOMO thì tất nhiên tỷ lệ win nó không được cao mua thì tôi chỉ thích mua vùng nền thôi tôi tôi thì chỉ thích mua vùng nền thôi dòng xây dựng cũng tốt mọi người nhé đây xong dòng xây dựng này tôi có tôi có tham gia một chút ở cái tài khoản phụ này tham gia ở cái tài khoản tài khoản phụ này nhưng mà không ngừng ăn tốt với CI này bởi vì tôi khuyến nghị các bạn trên YouTube này thì tôi cũng mua để tôi theo dõi mà đấy cũng lãi cũng 14,33% phần trăm rồi đấy, CI đấy, cũng cái tài khoản phụ này cái là cái tài khoản ngày xưa tôi à, năm ngoái tôi đánh mẫu các bạn mà bỏ ra 1 tỷ để mà đánh đánh mẫu con FLC con HAG cái giai đoạn vùng giá năm ấy. Đấy cái tài khoản phụ này. Còn tài khoản chính thì tôi chưa bao giờ tôi đăng lên bao giờ. Tài khoản chính thì tôi 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 đánh tôi ngại để cho mọi người xem tài khoản chính, đúng không? Đấy thì cũng đánh con CI cũng đánh một ít. Giáo xây dựng mà. Đây con CI này tôi cho trong nhóm chuyên nghiệp trong nhóm chuyên nghiệp thì trong nhóm thì có những nhóm nhóm chung chẳng hạn khuyến nghị chung những nhóm chuyên nghiệp phải dành cho những bạn mà thích đầu tư chuyên nghiệp đánh tế cộng Đấy. ok đấy, hôm nay ví dụ hng này hng là khuyến nghị cả nhóm chung đấy, anh vũ khuyến nghị nhóm chung thì tôi có khuyến nghị ở trong nhóm chuyên nghiệp đánh có hng để ăn rất là to Đó, ăn ba cái trần trọn vẹn chọn trọn vẹn hng ba cái trần trọn vẹn hôm nay trần cứng luôn đấy. hng trần cứng luôn Oh, nhiều ngày, nhiều khả năng em hai đánh nhiều cái nến này có thể nó điều chỉnh ấy, xong rồi nó tạo cái đỉnh hai thì nó cũng hao hao như của hát giai đoạn này thôi mọi người nó hao hao giai đoạn này thôi đây giống giai đoạn này có thể như giai đoạn hai 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 tháng sáu nó hao hao nhưng mà cái vôn của nó đặc biệt hơn vôn của nó đột biến hơn và những cái câu chuyện riêng của nó thì nó không rõ ràng được như con hát ra g à hát ra g, -G câu chuyện nó lợn heo ăn chuối các thứ giá lợn nó cao thì cái câu chuyện nó rõ ràng hơn còn hát thì câu chuyện của nó không không quá rõ ràng không quá rõ ràng vô thì đang rất đầu đột biến rồi vô thì đang rất đầu đột biến thì đơn giản thì có thể là nó về những vùng giá hấp dẫn thì vùng vùng giá mà lái tổ chức nó gom được hàng rồi thì nó đánh lên chuyện rất là bình thường thôi nhưng còn FLC câu chuyện nó có cái gì đâu không? FLC rốt chẳng hạn nó về vùng giá mà hấp dẫn về vùng những cái vùng hỗ trợ cứng của nó thì nó hồi phục thôi nó hồi phục cả 50 60 chuyện rất là bình thường Nó về những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của nó về bắt đầu nó, nó, giảm đủ rồi bắt đầu đánh lên thôi chứ đôi khi chả có cần lý do gì đâu mọi người đầu tư chứng khoán những cái cổ phiếu lái thì nó chả có lý do gì nó về thì vùng hỗ trợ mạnh rồi nó cứ thế nó tăng rồi chứ cần gì phải lý do gì đâu và thị trường chung hay là chiết khấu lỗ đủ rồi thì nó cứ thế nó tăng đó. nhiều cổ phiếu còn lỗ triền ừ, miên rồi và ngay cả dòng chứng khoán đó. ngay cả dòng chứng khoán hay dòng 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 thép chẳng hạn thì thì uh, kinh doanh kết quả lợi nhuận của nó có bằng quý 1 năm uh, Uh, bằng các quý trước của nó đâu nó có bằng quý một đâu dòng thép chẳng hạn thì nếu mà cứ xét về yếu tố mà kinh doanh kết quả lợi nhuận như thế thì uh, cổ phiếu cứ giảm mãi cả không? thì nó giảm đến một mức nào đó về những vùng giá mà uh, vùng giá của tổ chức và vùng định giá hấp dẫn rồi thì nó bật nó tăng thôi những con dg khi mà tôi khuyến nghị mọi người công khai con dg trên Ừ, trên Youtube này thì nhiều bạn cũng nói là thế lọ thế kia nó Cũng lùa lọ, lùa, lùa gà lùa Thế lọ thế kia xong bây giờ ăn lồi mồm Lãi bao nhiêu phần trăm rồi Đấy, Ví dụ một, một nhịp là mua là ngày 20 tháng 6 ấy, Một nhịp, đà, khuyến nhịp mọi người bắt ngày mùng 5 tháng 7 ấy, Thì ăn rất là tuyệt vời rồi, đúng không? Vì nó về vùng hỗ trợ cứng Các bạn đầu tư thị trường Dow chen Đó là mua ở vùng hỗ trợ mạnh Và bán ở vùng kháng cự mạnh nhá. Đấy là phong cách đầu tư Dow chen Nó khác với Upchen uptrend các bạn có thể mua cao và bán cao hơn mua bất đỉnh thoải mái nhưng mà cái vùng uh, khi mà các bạn đầu tư đầu tư thị trường con gấu hay thị trường đau thì uh, các bạn mua ở vùng hỗ trợ mạnh và các bạn bán ở những cái vùng kháng cự mạnh kháng cự mạnh là những cái vùng mà ví dụ ví dụ như có dg cái vùng mà kháng cự mạnh của nó sẽ là vùng tầm năm bảy sáu chẳng hạn đấy cái vùng đó thì lên trên vùng đó thì các bạn có thể là mua vùng nền này thì lên trên này thì các bạn thấy đủ các bạn chốt lời thôi đó, cứ lên vùng kháng, kháng, kháng cự mạnh thì mình chốt lời đã thì tôi tính cái nhịp này tôi tôi tính cái nhịp này này có thể là nhịp hồi phục của dòng kênh dưới ví dụ dòng chứng khoán này dòng thép này dòng bất động sản này dòng xây dựng này đấy là nhịp hồi của nó khi nó hồi đủ xong thì các bạn thấy những cái dòng thủy sản này dòng điện nó đang yếu đúng không những cái dòng kênh trên nó đang yếu thì sau khi cái dòng kênh dưới là hồi phục thì dòng thủy sản hay là dòng điện có thể nó sẽ tích lũy lại sau thì những cái dòng đó là những cái dòng triển vọng và những cái dòng đó là những cái dòng mà cổ phiếu mà báo cáo tài chính và những cái vấn đề kinh doanh kết quả lợi nhuận của nó tốt ấy. đấy thì những cái ông đấy sẽ là những ông tích lũy sau thì mình phải ăn xong cái nhịp mà bất động sản này nhịp, nhịp hồi của bất động sản này chứng khoán này banh này ăn xong cái nhịp này, này đi xong bắt đầu mình quay lại những cái dòng kênh kênh trên sau đấy đấy tôi dự định là đánh kiểu như vậy còn bây giờ mình cứ tiếp tục mình cầm những cái cổ phiếu kênh kênh dưới đây đi bởi những cái cổ phiếu này tôi đánh giá là cái target hồi của nó vẫn chưa đủ với quan điểm cá nhân tôi nhé nó vẫn chưa đủ cho nên là mình cứ thấy mình ăn thôi và vẫn đang đem lại biên lợi nhuận rất là tốt như dòng xây dựng thì rất là nhiều cổ phiếu cũng đang tốt đấy như CI nhé CI nó vừa cả xây dựng vừa bất động sản uh, FCN đấy. FCN tôi có phân tích mọi mọi người từ tuần trước đúng không từ tuần trước FCN đấy FCN đấy đúng không FCN hay là LCG rất là nhiều cổ phiếu dòng xây dựng là kiểu gì cũng nhịp sóng hồi thôi ngay cả HSV đấy. HSV mấy phiên gần đây tăng rất là tốt đúng không? nhưng mà đánh kiểu mẫu hình này thì chắc phải test lại thôi, test lại thôi đến đảo chiều test lại thôi gặp vùng kháng cự hôm nay lên cái vùng kháng cự mạnh mà đồ gặp bị bán ngược này nhưng mà sẽ có đỉnh hai mọi người nhé đánh kiểu này thường thường sẽ có đỉnh hai thôi về test lại nếu test lại quanh quanh mười hai thì các bạn có thể tham gia các bạn mua gia tăng cũng được ok đấy là cái tư duy của các bạn đầu tư trên thị trường chứng khoán bởi vì là thị trường đau chen các bạn khi mà cổ phiếu nào mà lên trên vùng kháng cự mạnh của nó thì nó gọi là kháng cự rất là mạnh của nó thì các bạn phải tranh thủ các bạn chốt lời để mà các bạn, các bạn tìm những cái cơ hội mới đó ví dụ cái vùng DG 5560 nếu mà các bạn tham các bạn giữ lên trên vùng này hoặc đây tôi đánh giá cũng là một cái target sóng hồi của nó nó lên trên vùng này các bạn thấy đủ rồi thì các bạn bán nhá các bạn bán xong các bạn tìm những cái cơ hội mới trên thị trường có thể là dòng điện này dòng thủy sản này hoặc là những cái dòng nào mà nó đăng dòng tiền nó vào chứ nó lên chứ không chưa lên vùng kháng cự quá mạnh đấy thì các bạn tìm những cái hô cơ hội như vậy hoặc thậm chí nếu mà lên trên vùng kháng cự mạnh này mà dòng tiền vào mẫu hình của nó tốt hoặc là có những cái song thông tin của dòng bất động sản chẳng hạn hay là dòng sông, dòng xây dựng nó có song thông tin tốt chẳng hạn thì lên trên vùng này lên trên vùng kháng cự mạnh thì nó thường thường tạo cái mẫu hình gọi là cốc tay cầm mọi người nhé thì thị, trường trường đau nó hay có cái mẫu hình cốc tay cầm nhá. cốc, cốc, tay cầm nếu mà khỏe hẳn nhá, mọi người nhá. khỏe hẳn thì nếu mà có dg này nó khỏe hẳn thì nó lên được phải vùng sáu hai đấy khỏe hẳn thì nó lên vùng sáu thì lúc này nó tạo cái mẫu hình cốc tay cầm thì nó sẽ rất là phù hợp đấy lúc mà mình có thể tìm kiếm cơ hội của con đây gửi luôn nếu mà nó có những cái sóng thông tin hay là uh, báo cáo tài, cái tài chính của nó tốt một chút, đúng không? có những cái sóng thông tin tốt, sóng xây dựng thì tất nhiên là báo cáo, sóng sóng thông tin của nó tốt rồi, như sóng đầu tư công đấy, giải ngân đầu tư công và nhiều yếu tố như giáo, báo cáo tài chính gần đây như có CI, HV ra báo cáo tài chính tôi đánh giá rất là ok, đúng không? Ok, quay trở lại phân tích thị trường đi. DG sell. Sell ổn mọi người, ổn. Xét về mặt thuần về, về, mặt phân tích kỹ thuật và dòng tiền tôi đánh giá vẫn đang ổn và sóng hồi của nó vẫn chưa đủ. Đó, sell rồi DG. DG. Banh đi nhỉ. Banh thì thích mỗi STB thôi. Banh thì tôi thấy mẫu hình dòng tiền thì tôi thích mỗi STB thôi bởi vì nó tích rất là chặt. Đó. Tích rất là chặt đánh bài bản đấy một đấy hai đấy ba đánh rất là bài bản. Đấy, thích ATB thì ta ghét nếu mà thị trường chung mà tốt ấy, mà sóng hồi đi lên bền vững thì nhiều khả năng ta ghét của con STB nó phải lên đến vùng tầm 25 27 đấy, đấy có phải lên được quanh quanh vùng đó đấy. Target ghét. Mẫu hình này thì cứ đang tích lũy này cứ đi bò dần bò dần đi lên thôi mọi người. nó đang tích lũy một cái biên rất là chặt này rồi STB. OCB cũng được, OCB hay liên Việt đều được. Nha liên Việt đều được, OCB liên Việt đều được ba cổ phiếu đó shb thì um, shb thì các bạn phải đợi xem có thể ngày mai không? ngày mai nếu mà nó bị test sâu sâu một chút thì các bạn có thể cân nhắc lấy một chút nhá, lấy một chút cũng được để xem đánh thì để xem hàng VT tích cộng <laughs> có ngon không những ngày mai nếu mà giảm gần sàn chẳng hạn sàn gần sàn các bạn có thể lấy một chút nhưng mà cái mẫu hình con này và dòng tiền con này thì không được đẹp bằng stb nhá stb thì mẫu hình dòng tiền của nó đẹp hơn STB tôi thấy mô hình dòng tiền của nó là đẹp nhất ở trong dòng dòng banh STB CTG cũng đẹp nhá CTG cũng đẹp này, VIB này đang tạo mô hình cốc tay cầm này nó đang tích lũy này thì nếu mà banh có nhịp có khi đó, tích ý xong nó tích lũy xong rồi nó đánh lên tiếp đấy bởi con này có game vào VN30 đúng không VIB Ok đấy là dòng banh dòng banh BD tôi BD tôi mà ưu tiên STB hơn ông BD là mình chắc biên độ mà lên trên vùng này thì biên độ trả được bao nhiêu đó. là một trong những mạng cũng rất là hút tiền của VN30 BD STB thì dòng tiền đẹp hơn STB là dòng tiền đẹp nhất xét về mẫu hình dòng tiền thì STB là ok nhất Ok à, banh chứng thép thép thì hơi yếu, đúng không? thép hơi yếu nhưng mà hôm nay có một cái cái nến test cung đảo chiều với hoa sen rất là đẹp này, có thể tiếp tục làm giữ được mọi người nhé. thép thì các bạn cân nhắc nam kim với cả hoa sen thôi. HBG nặng quá, HBG đánh nặng, đánh khó, nhá. nam kim với hoa sen thôi hai con này tiếp tục làm giữ. hai phiên tới là phải bứt luôn, đúng không? hai phiên tới cho phải bứt luôn. thép đánh hơi yếu, đúng không? Thép, đánh hơi yếu. Đúng không? thép đánh hơi yếu, yếu. Báo cáo tài chính của nó không được ok cho lắm được nên là anh yếu. Bài anh chứng thép dầu, dầu thì tôi nghĩ mọi người nên đợi đi nhá, mọi người nên đợi đi. Chứ không có tham gia quá mạnh mẽ dòng dầu giai đoạn này đâu. Bạn có thì các bạn cầm thôi chứ có tôi thì tôi sẽ không tham gia dầu giai đoạn này. Dầu giai đoạn này nó yếu quá và cái mẫu hình dòng dòng dầu của thị trường chung ấy, dầu brand ấy, đúng không? Đấy, những cái dòng các bạn xem chỉ số của cổ phiếu dầu Nói chung là nó vẫn đang ở giai đoạn suy yếu Tôi đợi bao giờ cân bằng lại Cân bằng lại bắt đầu mình tham gia dòng dầu xong Dòng dầu, dầu cho các bạn đánh chỉ nhìn sóng hồi thôi BBC thì nhìn cũng ok đấy Nhưng mà chắc chỉ cần cân nhắc dòng uh, sóng hồi thôi Nếu mà giá dầu nó mà tốt thì cái kiểu BBC này các bạn mua được Nhưng mà giá dầu của nó không được ok cho lắm Giá dầu nó cứ quanh quanh dưới 100 Thì ra mình đánh rất là khó Ví dụ giữ được trên 100 cơ uh thì ok nhưng mà nếu mà vấn đề xảy ra những yếu tố suy thoái suy thoái các thứ giá dầu nó giảm cho nên là và cái mẫu hình của dòng tiền mẫu hình và dòng tiền của của dòng dầu khí thì nó không được đẹp cho lắm ánh gióng hồi thôi thường nếu mà giá dầu mà bây giờ đang ở quanh cái vùng mà 110 trở lên thì cái nhịp này là nhịp các bạn bắt con BVC ví dụ giá dầu bây giờ đang 110 thì BVC đang đánh rất là đẹp này. Các bạn mua được. Nhưng mà bây giờ giá dầu của nó như này thì tôi không có tham gia dòng dầu khí dạng này đâu. Không là thích tôi không tham gia thì tôi không khoái lắm. Đấy, BR mẹ tăng được 2,21% đang tiệu tạo một cái biên tích lũy. Khả năng có nhịp hồi con này vẫn chưa test 120 đúng không? Chưa test 120. Nếu với BR mà có một cái nhịp giảm ấy, thì nó về test đáy trung hạn này thì các bạn cân nhắc các bạn mua cũng được. Đấy, BR nhá. Test đáy trung hạn này các bạn có thể tham gia các bạn mua cũng được. Còn nếu đánh lên luôn thôi, đúng không? Mình có rất là nhiều dòng trên thị trường mà đúng không? banh trứng thép dầu khí bất động sản. Bất động sản, banh trứng đúng không? Ok, đấy là dòng dầu khí Dòng dầu khí thì tôi không thích lắm BVD thì hơi khoái khoái một chút thôi, nhưng, bởi vì là nó chiết khấu sâu quá tạo mẫu hình mà mình cũng thấy khá thích nhưng điểm mua là ngày 12 tháng 7 rồi chứ không có mua 12 tháng 7 các bạn thích thì các bạn mua những con vừa GVR đấy GVR tôi cho các bạn trong nhóm mua thì ngày mai hàng về tới cộng 3 rồi tỷ lệ win rất là cao tỷ lệ win rất là cao ngày mai hàng về thì cộng 3 nếu mà ngày mai có một phiên bùng nổ theo đài ấy thì để cân nhắc có thể cho mọi người chốt lời T cộng 3 hoặc là giữ đến T cộng 4 những cái con này thì đánh T cộng thôi mọi người GBR cho mua giá quanh giá tham chiếu ngày 12 tháng 7 ngày mai về hàng về T cộng 3 biên lợi nhuận cũng được chục hơn chục phần trăm đấy nhỉ nhưng mà thị trường chung thì thị trường thế giới nó có phiên rút chân tối nay thì thì lại ngon ngon hy vọng là không giảm quá mạnh nó lại giảm tầm mỗi 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 mà ví dụ Dow Jones, Nasdaq giảm hơn hai phần trăm là cũng đau đầu OK thị trường này nó khó khăn mà thị trường khó khăn thì các bạn mình vẫn hy vọng là Việt Nam của mình sẽ đi ngược với thị trường thế giới mẫu hình dòng tiền đẹp quá phân tích một chút dòng thủy sản đi nhá ANB vẫn chưa đạt điểm mua đâu. vẫn chưa vào form nên tôi vẫn chưa khuyến nghị mọi người tham gia cho tích lũy chán đi nhá VHC cũng vậy thôi chưa chưa vào form chưa vào form cho nên mình sẽ không khuyến nghị mọi người tham gia đầu tư bạn nào có thì cầm thôi chứ còn hy vọng là sẽ tích lũy được quanh cái vùng 80 này Đó, hy vọng sẽ tích lũy quanh cái vùng 80 này VHC IDI IDI tham, tham, tham chiếu Đó. dòng điện thì có NT2 NT2 thì ok NT2 thì cho tích lũy đi với những cái dòng này thì các bạn có thì các bạn cầm thôi chứ còn để mà mua thì chưa chưa vào form của tôi thì tôi chưa mua bởi vì dòng tiền bây giờ các bạn thấy không? dòng tiền giai đoạn này nó đang đánh nó đang đánh dòng bất động sản đánh dòng chứng khoán đánh dòng banh những cái dòng này các bạn thấy thanh khoản nó đang rất là thấp nó đang ở giai đoạn có thể là lái đang gom hàng để mà đánh cho một trận mới tôi nghĩ là dòng thủy sản và dòng dòng điện sẽ là có một có một trận nữa trong năm nay nhưng mà bao giờ có thì mình tham gia Còn bây giờ thì mình đang tập trung đánh dòng trứng Dòng bất động sản, dòng xây dựng đi Bao giờ dòng thủy sản và dòng điện nó đánh lại Xong xuôi thì bắt đầu mình bán những cái dòng kia Mình chuyển sang sau Không có gì phải bội đâu mọi người Ok, đấy là dòng điện mọi người nhé Dòng điện, dòng thủy sản Hôm nay dòng đạm cũng hồi tốt này DCM một tăng trần này Dòng này thì chắc hồi lên các bạn cân nhắc các bạn bán thôi Nó sẽ tạo ở mô hình đỉnh 6 tớ đỉnh trước đấy Đỉnh 1, đỉnh 2, đỉnh 3, đỉnh 4 Xong có thể là đỉnh 5 đỉnh năm của nó thì ví dụ con DCM này thì có thể đỉnh năm nó lên trên vùng tầm 34 35 đấy kiểu như vậy. khỏe khỏe hơn thì lên được cái vùng 37. Đấy, thì lên cái vùng 37 thì thì các bạn cân nhắc các bạn bán đi em cũng vậy thôi mọi người. Nó sẽ tạo cái mô hình đỉnh sau tức là đỉnh trước đấy. Nhưng mà có tài chính nó không được còn ok nữa rồi. nó về cái vùng giá thấp thì nó cái chuyện hồi phục là chuyện rất là bình thường của một cổ phiếu kể cả xấu đến, đến đâu đi chăng nữa, Để ngay cái FLC nó về những cái vùng hỗ trợ mạnh của nó chiết khấu đủ rồi thì nó có, có những cái nhịp hồi kỹ thuật, có những nhịp hồi kỹ thuật, không cổ phiếu nào mà cứ chết mãi được, kể cả dòng dầu khí, giá dầu nó rơi dựng đứng xuống thì nó phải có những cái nhịp hồi kỹ thuật chứ không phải là cứ rơi mãi rơi mãi rơi mãi được. Mà thậm chí có khi nếu mà càng rơi mạnh có khi đấy là những cái cơ hội của nhà đầu tư. Ví dụ đây, ví dụ DCM nó rơi mạnh xuống về vùng hỗ trợ cứng nhanh thì đấy là có cơ hội của nhà đầu tư các bạn mua có thể đánh ăn được 30 40 trong thời gian rất là ngắn đó Ok hôm nay phân tích vậy đi các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhé tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người Đấy, hy vọng là thị trường uh, thế giới tối nay có phiên rút chân đi phiên rút chân thì sẽ ok thị trường mình đang đẹp quá thị trường mình uh, đánh mẫu hình này thì tôi nghĩ là uh, dễ có nếu mà thị trường thế giới có phiên rút chân thì nhiều khả năng vnx ngày mai có phiên bùng nổ theo đà đấy dòng tiền nhiều nhà đầu tư cứ đợi những cái phiên mà bùng nổ theo đà. Tôi với quan điểm cá nhân tôi như thế thì muộn muộn quá, có muộn quá. Các bạn thấy chỉ số vn tăng không quá nhiều nhưng mà DG hay dòng à, dòng bất động sản hay dòng chứng khoán có những cổ phiếu mà tăng từ nền thì tăng đến 30 40% thậm chí là 50%. Đó. Có rất là nhiều cổ phiếu tăng rất là mạnh. Đặc biệt là dòng chứng khoán. Ví dụ như của HCM hay VCI chẳng hạn. Nó tăng từ đền của nó phải đứng 30 40% đấy. DG thì tôi tính mới tính được hơn 30%. Đó. DG đấy đó. DG từ vùng giá 31 mà lên trên vùng 43 Thì tôi bảo mọi người trên Youtube này thì DG là kiểu gì cũng có giá 4X Ít nhất phải có giá 4X Đó. Đấy, Đi vùng từ 31 mà lên tận giá 43 hơn 40, hơn 30% rồi Đấy vừa vùng lên Người ta cứ đợi phía bùng nổ theo đà Trong khi rất là nhiều cổ phiếu đã có xu hướng tạo đáy rồi mà Các ông cứ đợi bùng nổ theo đà thì đến khi mà thị trường bùng nổ theo đà, thanh khoản nó cao cao, có khi nhiều cổ phiếu lên đến lên, lên, lên đến đỉnh rồi, đúng không? Đấy, ví dụ dòng chứng khoán như HCM chẳng hạn, tăng ầm 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 từ vùng này đi đây, từ vùng giá 16 mà bây giờ đến 24.75 rồi, thế đợi khi nó bùng nổ theo đà thì có khi nó lên tầm 30 bắt đầu cao mới đu à, Đu có khi lúc đấy thành đu đỉnh, đấy đầu tư mà cứ chậm chậm ừ, quá là cũng không không ấy đâu, nhiều cổ phiếu nó tạo xu hướng nó tạo đáy rồi mình cứ thế mình tham gia thôi. Đúng không? nhanh nhạy một chút cứ lúc nào cũng bùng ngủ theo đà cứ nghe người lọ người kia đợi bùng nổ theo đà cơ hội thì đi qua đến lúc mà bắt đầu um, ai cũng nhìn được cơ hội bảo à thị trường trung tốt rồi bắt đầu ngon rồi bắt đầu vào có khi lại đu đỉnh lại, lại một cái thế hệ đu đỉnh tiếp theo bởi vì các bạn phải hiểu đây là nhịp sóng hồi xác định với nhau là mình đánh ngắn thôi chứ không có kiểu là mình cầm dài cầm 3 4 tháng hay cầm cả năm nữa đúng không nhưng không chuyện đấy đây tôi đánh tôi đánh giá vẫn là nhịp sóng hồi thì lên nếu mà VN nên lên cái vùng vùng kháng cự mạnh chẳng hạn thì mình cứ thế mình bán thôi. Ví dụ VNX chẳng lên trên vùng uh, nếu mà lên được cái vùng mà 1.300 này vùng kháng cự rất là mạnh của nó kiểu gì thì kiểu nó sẽ bị đánh xuống tiếp đấy mọi người. Kiểu gì thì kiểu sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh khi mà lên cái trên cái vùng đó. Cho nên các bạn cứ đòi bùng nổ theo đà bao giờ cho nó bùng nổ theo đà mà thanh khoản giai đoạn này thấp là chuyện rất là bình thường đó. nhiều cổ phiếu chia 3 chia 4 rồi phân tích rất là kỹ mọi người chia 3 chia 4 rồi Ví dụ sell ngày trước mua 100 cổ phiếu thì các bạn mất 10 triệu mà bây giờ các bạn mua mua 100 cổ phiếu các bạn chỉ mất 20 30 nghìn thôi đó. bởi vì giá ngày trước của nó 100 bây giờ giá của nó có 20 hay 30 nghìn thôi thì làm sao mà thanh khoản của nó lớn được DG cũng vậy rất là nhiều cổ phiếu chia đôi chia ba tài khoản Kẻ dòng chứng khoán hay dòng banh cũng vậy đều những dòng chính trên thị trường chia đôi chia ba thì làm sao các bạn đòi những cái phiên 20 000 hay 30 nghìn tỷ được đó. Nếu mà phiên mà bùng nổ theo đà Tôi đánh giá là tầm 15.000 tỷ là một phiên bùng nổ theo đà rồi đấy Chứ không phải cần phải 30-40.000 tỷ đâu mọi người Ok, hôm nay phân tích vậy đi Các bạn muốn hỏi mọi người nào bình luận phía dưới nhé